Rồi mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa của mình nha. Thì clip tiếp theo đây thì mình sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái vài sản phẩm lo rời nữa nha mọi người ha. Nó để cho anh em mình xem và coi ưng cái sản phẩm nào thì có thể liên hệ với mình để chốt hàng ha. Thì clip hôm nay đây mình có hai bộ phân tầng nè. Và đây của mình có một cặp loa chép của Anh Quốc ha. Đó, là hai cái này là mới. Còn cặp trung này thì 5 ngày trước mình có bán cặp rồi ha. Lần trước mình đăng hai cặp á, chung với cái cặp trung hở và cặp trung kính á ha, 5 ngày trước mình bán cặp, hôm nay về đựng cặp nữa nè. Còn cái cặp này á thì anh em nào mà có xem clip cách đây tầm cỡ chừng 17 ngày ha, 17 ngày thì mình có đăng cặp gần giống như này, nhưng mà cặp này thì cái độ đẹp nó nhỉnh hơn tí ha, nó. Và cách 20 ngày thì mình có bán cặp giống vậy, hôm nay mình lại về ha. Nó thì khui hàng ra cập nhật clip cho anh em mình có nhu cầu thì liên hệ ha. Cặp này không có rất là nhiều anh em mình mua mà mình báo bán rồi nè. Hôm nay anh em mình có nhu cầu thì liên hệ lại nha. Nó bát 25 của JBL. Nó rồi. Đầu tiên thì mình sẽ quay trước hai cái bộ phân tầng ở đây nha mọi người ha. Nó thì ở đây mình có hai bộ phân tầng của JBL nha. Nó đây nè. Anh em mình xem nha. Và đây chính là bộ phận trạm loa. Nó. Cái hàng xịn trạm loa bấm cũng sướng nè mọi người. Đây ha. Đây thì bộ bên đây là cũng của JBL luôn. Đây nha. Ở dưới trạm loa nó có in cái logo của JBL luôn ha. Đó. Đó, anh em mình nghe đã không? Ha. Thì ở đây nó có hai bộ thì đặc điểm của nó là nó khác nhau. Bộ này nó sử dụng cho loa cây nha, tức có nghĩa là hai bát và một kép nữa ha, là bộ này. Đó, còn cái bộ này á là nó sử dụng cho bao quay, tức có nghĩa là một bát, một rung, một chép ha. Đó, thì anh em mình có thể coi cái bộ nào thích hợp với mình thì liên hệ để mà được em nói nha. Thì hai bộ này thì đồng giá với mười ha, hai bộ này đồng giá 700 ngàn một bộ nha, 700 ngàn một bộ lo một bộ phân tầng, một bộ là bộ lo cây, còn bộ là bộ bao quay ha. Nó hàng JBL Mỹ xịn nha, hàng zin nguyên bản giá 700 ngàn một bộ, kèm dây dắt đầy đủ ha, dây dắt đầy đủ. Nó rồi nè, mình quay luôn cái cặp chung này đi. Thì cặp chung này 5 ngày trước mình có bán rồi nó nha, thì có anh em mình điện hỏi nhưng mà không có hàng. Hôm nay mình tiếp tục lại về thì cập nhật clip nhanh cho anh em mình xem luôn. Trung đường kính là gần 14 cm nha. Trung màng nha. Con này thì tiếng trung phóng rất là xa nè. Đó ha. Thì con này nó đẹp keng luôn mọi người ha. Con này đẹp keng luôn. Đó nha. Thì cái này thì hàng về zin nguyên bản. Đó, đây chính là bộ phận cái hộp của em nó nè. Đó nha. Thì cặp lần trước cái chỗ này nó có một cái vết ố ha. Cặp này thì nó đẹp keng luôn, nó không có vết ố đó, và cái con ốc này vẫn còn nguyên zin nha, chưa có cạy ha. Đó, thì hàng zin nguyên bản nha. Trung này là trung ống. Đó, thì cặp trung Infinity trung Mỹ nhé mọi người ha. Cặp trung Infinity hàng Mỹ xịn, giá là 1.500.000, giá cũ ha. Đó. Và ở đây thì mình có một cặp đôi chép Westfinden của Anh Quốc ha. Đó, thì anh em mình nhìn cái lo không biết bắt ốc ở đâu đúng không. Đó, thì ở đây ở trên này nè, nó sẽ có một cái miếng nhựa dẻo như mười ha, miếng nhựa dẻo thì dưới này nó sẽ có bốn cái lỗ cho nên mình bắt ốc nha. Thì cái này là cái keo của nhà sản xuất người ta dán á, thì gỡ ra thì nó còn dính lại nè. Cái này cũng không có dám vệ sinh nữa ha. Thì khi mà anh em mình về á, anh em mình bắt ốc vào thùng rồi thì nó sẽ có bốn cái lỗ này để cho anh em mình bắt ốc ha. Anh em mình đã bắt ốc xong rồi á thì anh em mình sử dụng keo nến hoặc là keo, anh em mình tốt nhất là sử dụng keo chó nha. Anh em mình mua hũ keo tầm 10 ngàn, mười mấy ngàn gì đó, anh em mình thoa miếng lên đây nè, xong á anh em mình dán keo bắt ốc xong cái anh em mình ảnh này lên nó nha, cho nó che lại mấy cái lỗ ốc đó, nhìn cho nó thẩm mỹ hơn ha. Nó, và sau này anh em mình muốn gỡ ra thì keo con chó thì anh em mình lấy máy sấy tóc á, anh em mình hơ cho nó ấm ấm cái là anh em mình gỡ lên thôi ha. Keo con chó nó rất là chịu nhiệt thì nó sẽ mềm keo ra, anh em mình gỡ ra rất là dễ nha. Và cái lo này thì thích hợp cho anh em nào mà kỹ tính á nó nha. Anh em nào siêng mà kỹ tính á, nó thích đẹp á, không có thích nó thô quá thì cặp này rất là thích hợp luôn ha. Đó. Thì đây chính là bộ phận cái củ lo nha mọi người ha, củ lo Westfinden nha. Đó ha. Thì nói chung á cái cặp này thì anh em nào mà chơi á, anh em mình chơi audio lâu năm á thì anh em mình nhìn là biết cái hàng xịn hay không rồi ha. Đó. Thì cái lo Westfinden lo chép nha mọi người ha. Đó, đây, lo rất là đẹp luôn ha. Đây chính là bộ phận cọc lo nè, bên đây là trừ này nha, bên đỏ này là cộng nè, hàng thì zin nguyên bản nha, zin nguyên bản và rất là đẹp, cụ từ rất là to ha. Nó đây nè, cặp đôi chép rất là đẹp luôn đây ha. Nó con này thì tiếng kêu rất là đanh đá với mọi ha, tiếng kêu rất là hay. Nó cái mũi này, mũi nhôm này nè, thích hợp cho anh em mình tiếng kêu lách cách len keng á, nó rất là nghe rất là đã luôn ha. Nó và đây chính là bộ phận cái lo còn lại nè. Đó, tại vì mấy cái keo cái này á người ta dán cái miếng này nè, cho nên là nhìn nó nhem nhuốc vậy thôi. Nó về anh em mình thích thì anh em mình vệ sinh mấy cái keo đó và dán keo mới lên ha. Nó tại vì cái này tới thiết kế như vậy là bắt buộc rồi ha, bắt buộc rồi mới mới làm được. Đây nè. Đó ha, đây chính là bộ phận củ lo còn lại nè nha. Bên có màu đỏ này là cộng, còn bên đây là trừ ha. Đó rồi.
Đây, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình sẽ đo kích thước ha. Và sau khi đo kích thước xong thì mình sẽ báo giá cho anh em mình cùng biết ha. Thì kích thước của em nó là 9 cm nha, 9 cm. Còn cái chiều ngang á, cái chiều ngang của em nó là gần 10 phân ha. Thì cặp này anh em mình có thể thay thế vào những cái dòng JBL đồ á, tiếng rất là hay. Hoặc là những cái dòng Yamo đang mạch đồ ha, vân vân ha. Hoặc là anh em mình thiết kế gì đó mà anh em mình ưng là được ha. Thì cặp này giá là 1 triệu 900 ngàn nha mọi người ha. Giá 1 triệu 900 ngàn nha. Và giá trên á thì xin anh em mình không mặc cả ha. Tại giá này thì mình đã cân nhắc kỹ rồi. Đó ha. Lo rất là đẹp và tiếng rất là hay luôn. Đây ha. Thì ở đây mình có một cặp loa trả lời của Philips mọi người ha. Thì mười mấy ngày trước mình có bán cặp rồi. Thì cặp lần trước thì giá là 900 ngàn. Thì cặp lần này thì nó đẹp hơn, nhưng đẹp hơn cũng một tí à. Nó cũng ngang ngửa à. Thì mình vẫn giữ giá cũ cho anh em mình nha. Mình vẫn giữ giá cũ luôn. Đó ha. Đây nè. Đó rồi ha. Thì đây chính là bộ phận ở phía sau nè. Đó rồi. Thì ở đây nó sẽ có dư cũng tầm cỡ 2-3 mét dây gì đó. Dây xịn nha. Dây bạc. Đó, dây bạc tuyến lời cho nó hay. Đó rồi, cặp loa trả lời này giá 900 ngàn ha. Đó. Đây nãy khui ra nó dính hình như là dính nước hay sao á. Đây ha, rất là đẹp luôn. Đó rồi, thì cặp này giá là 900 ngàn. Và cuối cùng đây là mình có một cặp loa bass JBL 25 nè. Đó. Cặp này gần tháng trước mình bán cặp và anh em mình điện rất là nhiều. Đó thì hôm nay anh em nào mà còn nhu cầu thì liên hệ lại với mình nha. Hàng thì zin nguyên bản ha. Nó đường kính bass là 25 màng nè. Ha. Đó, anh em mình xem nha. Hàng thì nói chung là con khiết đầu là zin hết cho anh em mình rồi. Đó ha. Đây. Thì nói chung mà mình sưu tầm về á thì nói chung cái mình sưu tầm nhiều hàng mình biết, mình nhìn cái loa nào là mình biết cái chất lượng nó như thế nào ha. Nó về mà mình thấy có dấu hiệu sửa chữa gì thì mình đăng lên mình thanh lý lỗi cho anh em mình luôn à. Anh em mình yên tâm nha. Đó. Nói chung hàng mình bán là cam kết zin nguyên bản và rất là đẹp. Đó ha. Đẹp thì như trên video nha mọi người ha, zin như trên video. Còn hàng zin thì mình báo hàng zin là zin ha. Nó còn cái nào mà nó bên kia người ta gửi về mà hàng đã qua sửa chữa hay gì đó về mình kiểm tra đó, thì mình thấy mình sẽ thông báo và mình sẽ thanh lý cho anh em mình thôi. Đó, anh em mình yên tâm ha. Thì anh em nào mà có theo dõi kênh của mình thì cũng biết rồi, nó đa phần lâu lâu á, lâu lâu mình bị cặp mọi người, tại mình lấy hàng mình tuyển chọn hàng đẹp, hàng ngon ha. Đó, hàng về mà của trục trặc gì là mình đăng mình thanh lý cho anh em mình ngay đó nha. Đó rồi xong ha, thì cặp này tuyệt đẹp luôn, giá cũ với mười ha, giá cũ ha. Đó, anh em nào mà lần trước mà mua hụt chắc cũng nhớ giá mà ha, giá 2,9 triệu nha, giá 2,9 triệu. Thì lần trước mình vừa đăng lên chưa đầy 5 phút nữa thì đã có khách chốt rồi nha mười ha. Đó. À, mình cũng không nhớ phải hay không nữa, tại vì cũng có nhiều dòng á, mình vừa đăng lên á, video mình anh em mình xem tour hay sao á, mình chưa có thấy hết cái thời lượng video nữa. Ví dụ video mình đăng 10 phút đi mà mới có 5 phút là anh em mình đã điện chốt hàng rồi. Đó ha. Đó, anh em nào ưng thì liên hệ chút sớm nha. Rồi xong, giá cũ nha mọi người ha, 2 triệu 9 cho cặp loa JBL Mỹ này, Bass 25. Rồi thì clip của mình cũng chỉ tới đây thôi nha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình ra để xem clip ủng hộ mình nha. Rồi mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những clip tiếp theo nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại.